Một trong những cách giúp một người bình thường trở thành nhà tiên tri, hiện tượng đặc biệt của con người, déjà vu. Khi bạn đang ở trong một môi trường bình thường và làm những việc như thường lệ, thì đột nhiên trước mắt lại xuất hiện cảm giác quen thuộc bí ẩn, khiến bạn cảm thấy mình đã từng trải qua thời điểm như thế này. Cảm giác ấy vô cùng chân thực. Có phải bạn đã có khả năng du hành thời gian hoặc dự báo trước tương lai? Hiện tượng này dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một cái gì đó tương tự như một vòng lặp vô tận của vũ trụ. Cuộc đời của mỗi người đều đang trải qua chu kỳ lặp vô hạn giống nhau, nên cảm giác quen thuộc bí ẩn có thể đến từ kiếp trước. Tuy nhiên, cách nói như vậy rất khó để giải thích được ký ức tiền kiếp đã được truyền lại đến bạn ngay lúc này thông qua phương tiện nào. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2015, hãng truyền thông Anh đã đưa tin về một hiện tượng cực đoan về cơ thể người xuất hiện từ năm 2007, cảm giác đã từng thấy. Một chàng trai vừa được theo học tại trường đại học địa phương đã cảm thấy vô cùng lo lắng, đồng thời còn xuất hiện triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đặc biệt là về vấn đề vệ sinh hay còn được gọi là chứng sợ bẩn. Sau một thời gian khi các triệu chứng lo âu trở nên trầm trọng, anh quyết định tạm dừng việc học để điều trị, hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, anh cũng bắt đầu trải qua cảm giác đã từng thấy kéo dài hơn, trong đó có những cảm giác khiến anh vô cùng sợ hãi. Chàng trai trở lại trường đại học tiếp tục học tập, nhưng cảm giác ấy lại trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn, thậm chí ngày càng mạnh mẽ, mặc cho anh đã sử dụng các loại thuốc tâm thần liên quan. Cuối cùng, vì cảm giác này kéo dài quá lâu, chàng trai đã phải từ bỏ việc xem TV, nghe phát thanh, đọc tạp chí và báo, vì mỗi lần anh đều cảm thấy thông tin mà mình nhận được là những điều bản thân đã nghe hoặc đã đọc trước đó. Ngoài ra, khi cha mẹ về nhà và mở cửa, anh cũng cảm giác như mình đã thấy trước việc họ sẽ quay lại. Và kết quả cũng hoàn toàn giống như anh ấy đã dự đoán 100%. Cộng đồng khoa học hiện đại gọi hiện tượng quen thuộc này là ký ức ảo, hay còn gọi là déjà vu. Thuật ngữ déjà vu thực ra đã tồn tại từ lâu với nguồn gốc từ tiếng Pháp. Nó được tạo ra bởi chuyên gia người Pháp Émile Bouyrac vào năm 1876, dùng để mô tả hiện tượng nhỏ nhưng đặc biệt này. Mặc dù ý nghĩa của déjà vu hiện đại đã bị hiểu lầm, nhưng ý nghĩa gốc của nó chỉ đơn giản là chỉ những sự kiện hoặc tình huống bạn từng trải qua trước đây nhưng lại khiến bạn có cảm giác như đã từng trải qua ở một thời điểm và một nơi nào đó, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đối với hiện tượng déjà vu, đứng từ góc độ của bác sĩ hiện đại, không có gì ngoài hai lời giải thích. Một là bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu có xu hướng trải qua những trải nghiệm này, giống như những trường hợp được mô tả ở trên. Lời giải thích thứ hai chính là déjà vu sẽ là trạng thái tâm lý thường xuyên xuất hiện trong một nhóm người mắc bệnh động kinh. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của déjà vu vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp hoàn toàn. Trong triết học cổ đại, hiện tượng déjà vu được giải thích chủ yếu theo ba cách. Đầu tiên là thuyết tiên tri, bởi một số người trải qua déjà vu cũng có cảm giác tiên tri mạnh mẽ đi kèm. Trong một số trường hợp được chia sẻ trên mạng, cảm giác tiên tri này thực sự đã giúp người trải nghiệm vượt qua được một số nguy hiểm, thậm chí là thảm họa. Ví dụ như trên các trang web giải trí, có rất nhiều khoảnh khắc người ta bất ngờ trải qua déjà vu ngay trước khi tai nạn xảy ra. Dự cảm ra điều sắp xảy ra trong giây tiếp theo và phản ứng trước để thoát hiểm. Vậy nên vào thời cổ đại châu Âu, déjà vu được xem như là một loại tiên tri. Nhiều người sáng lập tôn giáo cũng được gọi là nhà tiên tri, chỉ vì họ đã trải qua déjà vu, có thể sử dụng năng lực siêu nhiên để biết được quá khứ hoặc tự do triệu tập những ký ức về tương lai. Ngoài ra, trong hoàng gia và tầng lớp quý tộc châu Âu cổ đại sẽ có một tổ chức bao gồm những người thường xuyên có cảm giác déjà vu, tự mình dự đoán tương lai. Những lý thuyết tôn giáo về luân hồi có giải thích déjà vu có nghĩa là trước khi bạn sinh ra, tinh thần của bạn sẽ được nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình. Và đối với một số tình huống đặc biệt trong cuộc sống, chúng sẽ được khắc sâu vào tâm hồn của bạn. Sau khi tái sinh và trải nghiệm những cảnh tượng ngoài đời thực, ký ức đặc biệt này sẽ tự nhiên xuất hiện trong tâm trí. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Mặc dù nghe có vẻ chính xác, nhưng nếu suy nghĩ kỹ
thì giải thích như vậy, cũng có những điểm không hợp lý. Ví dụ, khi chúng ta có cảm giác déjà vu, thì hầu hết các trường hợp đều không phải là những sự kiện đặc biệt hay quan trọng. Trải nghiệm như vậy có thể xảy ra vào bất kỳ khoảnh khắc thông thường nào. Tất nhiên, nếu trong tương lai, con người có thể chứng minh được luân hồi chuyển thế, thì có lẽ giải thích này cũng không phải là không có cơ sở. Lý thuyết về sự phân mảnh của giấc mơ là cách thứ hai để giải thích hiện tượng déjà vu theo triết học cổ đại một cách dễ hiểu. Một số người cho rằng sự xuất hiện của déjà vu có liên quan đến những giấc mơ mà họ đã thấy trước đó. Nguyên lý này đương nhiên rất dễ để giải thích, nhưng lý do tại sao nó lại được đưa vào lĩnh vực tâm linh để thảo luận chính là tiền đề của lý thuyết về sự phân mảnh giấc mơ. Déjà vu được trải nghiệm trong giấc ngủ sâu sẽ tạo ra những giấc mơ tiên tri thực sự. Trên mạng xã hội Reddit, có một người dùng tên Jack đã chia sẻ một giấc mơ mà anh ấy đã từng trải qua. Chính giấc mơ bí ẩn và kỳ diệu này đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời Jack. Năm 1993, khi Jack mới học lớp 6, nhà trường đã tổ chức một buổi tiêm vaccine ngăn ngừa viêm màng não. Sau vài phút tiêm, Jack cùng một số bạn cảm thấy không thoải mái, nên giáo viên cho họ nằm ngủ trong lớp một lúc. Trong lúc đó, anh đã có một giấc mơ đầy ấn tượng và kỳ lạ, một giấc mơ khó quên suốt đời. Tất cả cảnh tượng trong cuộc sống của anh gần như đều xuất hiện trong giấc mơ đó. Anh mơ về việc tốt nghiệp tiểu học, sau đó học trung học, nhưng vì điểm số kém nên đã đi du học một năm và có công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp trung học. Jack còn mơ về việc khởi nghiệp cùng bạn bè trong tương lai, ngoài ra còn bao gồm cả cách gặp vợ hiện tại và cảnh anh ấy cầu hôn cô ấy. Quan trọng nhất là mỗi cảnh trong giấc mơ của anh cho đến nay đều thực sự xảy ra trong cuộc sống hiện tại. Mỗi khi những sự kiện này xảy ra trong thực tế, anh luôn có cảm giác quen thuộc khó mà giải thích được. Nhưng cho đến vài ngày sau, anh ấy sẽ nhớ lại cảm giác quen thuộc đó lại đến từ cảnh tượng trong giấc mơ từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, một số người cho rằng đó chỉ là một trải nghiệm và giải thích từ não bộ của anh ấy. Nhiều người còn nghi ngờ rằng Jack chưa bao giờ có giấc mơ tiên tri từ khi còn nhỏ. Đó chỉ là một kỷ niệm ảo được tạo ra bởi não bộ mỗi khi trải qua cảm giác quen thuộc. Giả thuyết thứ ba về hiện tượng déjà vu trong triết học cổ đại chính là kết hợp vũ trụ song song. Lời giải thích tương đối này được đề xuất dựa trên vật lý hiện đại, có nghĩa rằng sự xuất hiện của déjà vu xảy ra khi hai vũ trụ song song giao nhau ở một mức độ nào đó, tạo nên một cảm giác tự nhiên trong não bộ. Cụ thể như Tesla đã nói, giữa não bộ của con người và vũ trụ mà họ đang sống trong có một khái niệm cùng về tần số, giống như máy radio và đài phát thanh. Giả sử tần số nhận thức của não bộ bạn giống như tần số FM98.8 của máy radio, vũ trụ mà bạn đang ở cũng chính là tần số đó. Khi một vũ trụ song song nào đó có cùng tần số khớp với vũ trụ hiện tại ở một mức độ nào đó, tần số rung động của chúng cũng sẽ trở nên tương đồng. Vì vậy, não bộ của bạn sẽ tạm nhận thức đồng thời hai vũ trụ. Nhưng có thể do các trục thời gian giữa hai vũ trụ khác nhau, hình ảnh từ vũ trụ kia sẽ xảy ra trước vũ trụ bạn đang sống, nên những gì trải qua trong vũ trụ kia sẽ xảy ra trước và nhiều hơn so với vũ trụ hiện tại. Vậy nên, khi tần số giữa hai vũ trụ trùng khớp, bạn sẽ tạm thời cảm thấy quen thuộc với một cảm giác như đã từng trải qua. Tuy nhiên, do vũ trụ trùng khớp sẽ nhanh chóng trở nên khác biệt về tần số, nên cảm giác này cũng sẽ lập tức biến mất và bạn sẽ không thể trải nghiệm lại trạng thái đó. Nếu suy luận một cách logic, thì liệu con người chúng ta đang trải nghiệm cảm giác quen thuộc từ thế giới song song? Hoặc chúng ta chính là một thế giới song song khác được sinh vật bên kia trải nghiệm? Nếu thực sự có khả năng kiểm soát hiện tượng này, biết đâu chính bạn có thể trở thành một nhà tiên tri. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.